Tích 67, cấm khẩu chỉ vì một miếng bánh. Thủa xưa có cặp vợ chồng có được ba miếng bánh, bèn chia nhau mỗi người một miếng. Đến miếng thứ ba, họ đánh cược với nhau, nếu ai mở miệng trước thì sẽ không được ăn. Chỉ vì một miếng bánh mà họ cá cược, không ai dám mở miệng. Đúng lúc nhà có tên trọng lẻn vào lấy cắp tài vật. Cả hai tuy cùng thấy, nhưng không ai hé nửa lời. Tên trọng thấy lạ bèn quay qua trêu ghẹo cô vợ, ấy vậy mà anh chồng vẫn chưa chịu lên tiếng. Chịu hết nổi, cô vợ la lên, có trộm, rồi hét vào mặt chồng, sao ông ngu vậy, chỉ vì miếng bánh mà để trộm muốn làm gì thì làm ư. Lúc ấy người chồng mới vỗ tay, cười và nói rằng, à, bà nói trước nhé, miếng bánh thuộc về tôi nhé, tôi sẽ không cho bà đâu. Mọi người biết chuyện, không ai là nhìn được cười. Nhiều kẻ phàm phu thì cũng như thế chỉ vì một chút danh lợi mà họ giả vờ lặng câm khi bị phiền não hư giả và đủ mọi ác tặc xâm nhiễu họ đều chẳng sợ mất pháp lành hoặc đọa ba đường ác và cũng không cầu ra khỏi thế gian trái lại họ đam mê vui chơi nơi năm dục tuy gặp lắm ách khổ nhưng vẫn không cho đó là hoạn nạn đây cũng như kẻ ngu kia vậy không chút sai khác